Hôm nay chúng ta sẽ thực hành mô hình của hàng quay lại. Sáp in vật ga 22. Sáp vô vậy. Sáp. 40 hạt, 40 hạt. Chúng ta lộn qua bên. Đó là của City đúng không? Đang đo của City đúng không? Lên là 0.02 won. Trong quá trình thực tập các bạn nên ghi lại thông số và số liệu để sau này chúng ta đi làm chúng ta sẽ 0.02 won. Cũng chia tay. Kỳ khác. Chúng ta sẽ đè là máy nén lại xem máy nén xem. Như thế nào? Nó tăng lên không? Đó, có thấy nó tăng lên mấy giờ? Có lên. Có. Không tải là 0.02 won á. Không tải. Không tới 0.02. 0.02 đúng không? 0.02 à. 0.02 với là 0.02. Không tới 0.02 nữa. Cho gần 0.72 vô bắt đầu bình đầu nén lại thì nó có tải, tức là nó áp tức nó tăng lên thì... còn 0.18 à. Bây giờ một người bịt đó cho ông Tiến ông quay cái kim xem tăng lên thế nào, bắt đầu bịt cái đầu nén lại cái đầu nén để xem cái kim nó tăng lên. Bịt lấy cái gì nén, bịt đầu nén để anh dọi cái kim bắt đầu tăng lên. Có thấy kim tăng lên đúng không? Bịt bởi vì là nó tải, nó tượng trưng vô tải tăng lên. 76 á. Đời này thì các bạn thấy là nguồn xích chinh. Nguồn xích chinh nó gắn trên con bẹ luôn. À các bạn thấy không? Gắn trên bẹ luôn. Như là mà nguồn xích chinh mà chết thì coi chừng cũng phải thay con bẹ à nha. Đời này nó hơi nhặt á. Nên là sửa máy chúng ta gặp nó cũng hơi chua ạ. Các bạn thấy không? Chiếc chân nằm trên bẹ luôn. Xong nó sẽ đưa điện 12V xuống cho cái bò ở dưới. Đây nguồn xích chinh này. Gọi cái đèn này em thấy cái biến áp này đó, đó. Đây, biến áp nó chưa? Thấy không? Anh nhìn vào trong nó thấy không? Đây nè. Cái biến áp trắng trắng á, thấy không? Đang chỉ. À đúng rồi, thường gọi như vậy là thấy mọi người thấy. Thấy không? Thấy không? Em chỉ đây đúng rồi rồi, thấy rõ luôn. Em chỉ cái bút này không? Đó, đúng rồi. Vậy là anh đưa 12V xuống dưới sẽ gặp 7805, 7805 chia cho 5V cấp cho vị trí lý, còn lại là nó sẽ đóng điện cho những cái lò le. Không tải là 0.18. Cái đời này các bạn muốn ấy thì bạn sửa, bạn không cần phải đem bao đầu về. Các bạn chỉ nói tắt cái đường 40 hạt là chạy rồi. Có tải là từ mấy lên anh đi? Có tải lên 0.2. Đây đường 40 hạt đây. 0.2 luôn. Thấy không? Chỉ cần nói tắt qua là nó chạy. Mà chúng ta không cần phải có bò đầu. Đây nè, đường 40 hạt đây. Làm sao biết nó tắt? Đây nè, nó có chỉ dẫn cho mình đây nè, nó có chỉ dẫn cho mình đây nè. Thấy à. Một mũi tên. Đây một mũi tên này. Đâu qua. Đây này nha. Đâu lên con chở đó. Đó rồi. nó chỉ luôn mà. À, rồi cái này câu qua đây. Đó. À, nó chỉ luôn mà. Cho nên các bạn khỏe. Thật ra không cần phải. Đây này. Đường này ra đây. Đường này qua đây. Đường này đường đường trước không dám mượn hình. Có này lắm. Được không? Chúng ta xem sáu đường lạnh đằng sau đây. Chúng ta xem đường lạnh đây. Các bạn tập trung sáu đường lạnh cho mình. Nó đâu? Đây sáu đường lạnh. Có vị xử lý nằm đâu? Đây vị xử lý nằm đây. Đây sáu đường lạnh đây. Bạn thấy sáu đường lạnh không? Đây là sáu đường lạnh của nó đây. Máy gì chị ơi? Đây thấy không? Tạm lên chị ơi. Sáu lạnh nó sẽ chạy lên vi xử lý này. Nó sẽ chạy qua những con điện chở nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vô sáu đường lạnh cho con bẹ nằm trên. À nó nằm góc dưới cái gì nè. Thấy chưa? Nó qua ấp tô rồi. À lớp tô là lên cái khối con bẹ, ở trong con bẹ nó có lớp tô nằm trên luôn. Nó nút chết đây này, giờ chúng ta chỉ vô sáu đường lệnh của nó. Được không? Vậy là cái cách mà đo con bẹ thì nó cũng giống y chang của hàng Sanjo Inverter. Khi bình thường thì nó bao nhiêu đó volt, khi mà nó chạy nó dịch xuống bao nhiêu đó volt mình đã dạy các bạn rồi đúng không? À, ok. Như vậy trong sáu đường lệnh mà có sự cố thì rõ ràng là con bẹ này dễ lệch pha và khối bao giờ nó sẽ tác động tắt. Đây nè, trời ơi ông ơi đây nè.
Đây nè, sáu đường lệnh vừa công bị xử lý nè, đưa lên nè. Chạy đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, 6 điện chở nè. Trời ơi. Mấy kia nó nằm. Nó chỉ rõ vậy mà còn không thấy. Mình nằm ở đây nó nằm xuống rồi. Chưa? Thấy rõ không? Khi mà các bạn đi làm các bạn nhớ chú ý cái tiếng mà thu của nó để chúng ta biết nó tăng tốc hay không tăng tốc, đó là kinh nghiệm của chúng ta mà chứ nó thu không. Đây rồi quá sáng. Rồi chúng ta sẽ tập trung, chúng ta sẽ đo khối city rồi đúng không? Đó là tự tập để đo bộ xe hôm nay chúng ta sẽ thêm bộ xe làm gì? Đây bộ xe đây. Đây có hai cuộn. Đây chúng ta bộ xe không có đó là con có là khối IDM không phải là xe nha, cũng không phải là biến. À, chứ mà đo thử xem, đo cuộn của xe đi. Đo cuộn xe lúc không có tải và lúc có tải thì nó tăng vòn lên xuống vòn rồi. Cần mà thêm cái chỉnh nhấn. Thử thang AC, đo. Chưa, phải cho đập mặt đồng hồ xong đo để thang 10, để thang 10 vòn đi. 10 vòn. Từ từ đi, trước đi. Rồi xem rồi, rồi. AC 10 vòn. Rồi, để AC 10 vòn, chúng ta đo thử xem. Nếu như AC thì kẹp cái nào vào được. Rồi, thấy có vòn không? Rồi. Rồi chúng ta bật đầu nén xem. Nó tăng nó. Tăng dần lên. Bật lên, nén 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 lên, đồng hồ rớt là đồng hồ bị gì á. Nó tăng lên, tăng lên, không tăng, tụt rồi. Tụt sao mà tụt được? Thả coi. Đó, đồng hồ không ăn thôi, thả coi. Chân và thống kính rồi. Xem nó rất áp từ từ hay là để hồi nó bán. Rồi thả lên đó. Rồi. Đó. Gì vậy? Tăng dữ vậy? Đúng rồi, thả rồi. Để xem nó quan sát đừng có đụng tay thôi. Rồi xem nó giảm từ từ hay nó rớt xuống liền. Sao phải rớt từ từ chứ sao rớt. Xem này. Thấy chưa? Chúng ta học thực tập thì trong quá trình thực tập các bạn ghi là những cái số liệu nha. Để mà chúng ta đi làm chúng ta đụng chuyện thì chúng ta sẽ thử. Ôi sao nó rớt xuống cái đó đứng rồi. Nó khi nó chạy nó phải rớt một điện áp ở trên buồn xeo. Khi mà có tải vô thì nó sẽ tăng áp lên. Tại vì dòng điện đi qua nó lớn. Dòng điện đi qua càng lớn thì rớt áp trên buồn xeo càng nhiều. Chạm tay em, chạm tay em làm gương mình giật ra. Ông ghim vô luôn chứ ông để ngang. Ủa nó dưới 10 vô đó này. Đó tùy theo chứ. Để nó 10 von thì nó dưới 10 von. Nó sẽ dao động cho chúng ta là 10 von cho đến là 40 von tùy theo công suất máy và tùy theo thương hiệu. Nó chơi giảm nó nằm đó. Nó nằm luôn tại vì dòng tải qua bao nhiêu thì nó có bao nhiêu von. Chứ là bịch lại thì dòng tải sẽ tăng, bịch hết. Nó tăng lên đó rồi. Nó tăng lên các bạn thấy không? Đó bịch lại nó sẽ tăng. Rồi, tăng rõ ràng luôn nè. Thấy chưa? Cái đã tuột nè. Cái bộ xe này tác dụng trong bẹ làm như thế này. Bảo vệ bẹ, hạn dòng, bảo vệ bẹ. Hạn bông. Hay được lực len đó. Này, cái con này khó hơn không? Tức cái đồng hồ bình thường đo tất cả loại máy thì sẽ điện. Khi mà cái máy của hoạt động tốt thì cái đèn báo, ngồi báo lỗi này sẽ chớp liên tục. Mà thấy không? Và có chu kỳ cố định. Khi mà nó có lỗi thì nó sẽ chớp dừng sẽ tùy theo trạng thái báo lỗi của nó. Chúng ta sẽ thử xem, chúng ta sẽ thử xem là cái đường đây, tắt đi, lấy thang nha. Chúng ta sẽ thử xem khi mà nó báo lỗi nè, chúng ta sẽ thử chạm vào đường của máy nén lại xe, chạm vào đường mà bảo vệ máy nén thì chúng ta nó sẽ tác động báo lỗi ngay các bạn ha. Đây nè, ta thử nha. Đây là báo lỗi đúng không? Chúng ta sẽ thử xem. Thấy chưa? Chúng ta sẽ sao nói tắt hai đầu bảo vệ lốc lại thì vậy nó sẽ báo lỗi là quá nhiệt đầu nén nè, sáng nè, thấy không? Một lần chớp, hai lần chớp, sáng một lần chớp, hai lần chớp, đúng chưa? Chính xác theo cái bản mã lỗi của chúng ta. Chúng ta mở bản mã lỗi là chúng ta sẽ thấy hai lần chớp là bảo vệ đầu nén quá nhiệt. Rồi.
không? Cái này mình nó quá nhiệt rồi mình đẩy đầu nén ra ngoài đường này. Cái gì thở ra ngoài á. Đẩy miếng chở ra ngoài. Ờ như vậy thì có sự cố nó hư sao? Hư sao chạy lóc. Cái nó quá nhiệt rồi nó ngắt ngoài. Sao ngắt ngoài được bạn đúng tiêu chuẩn là ngoài. Ra ngoài vậy. Sao ạ? Đầu vô nó mở nhà đi đi. Coi là chi chi về mấy mấy xu à? Ở dưới tại có làm cái xô không à, không có làm cái kia. Cái điện to nhưng mà anh tiến cái điện chợ này là cao mà. Chúng ta sẽ đo, chúng ta sẽ đo đi, đây có đây cho bạn không đo. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà muốn rút ra để đo hơ nóng nóng xem biến đổi là thì okay. Nó bình thường thôi đâu, nè các bạn đo thử chỉ số nó xem. Rồi anh kia phải đo cái này xem để xem là nó có bị lỗi gì. Cái đèn flash của em nó sáng chói cái màn hình. Đo điện trở đúng không? À, đo điện trở xem là trường hợp mà mình không biết. Ví dụ trường hợp là sẽ có một con cảm biến nó hư, một trong hai cảm biến nó hư. Dây to này là bảo vệ lốc nè. Cái này là cảm biến đường đi. Chúng ta đo hai đầu, chập hai đầu để lên không ôm chưa? Đây nữa là bốc máy à. Ở dưới em giữ đây rồi anh giữ việc nó. Rồi hết này hết pin rồi. Lên tới số 1 à. Có đồng hồ ha. Rồi được. Rồi em giữ đây đó, em giữ đây để đâu nào trước thì nào cái đó trước, là đầu đó là đầu lốc. Đó cảm biến lốc phải không? Cảm biến 20 ký. Lốc phải không? Mấy ký? 20. 20 ký. 20 ký à. Nó chưa xong quá tí gì đâu. Đừng có nói á. Này có cảm biến đường đi. Bao nhiêu ký? 3 ký hả? Nãy ngày số 1 rồi đâu có lời gì. Nó không đang nóng thì nó sẽ chỉ số khác nha. Xong lấy đồng hồ số. Đồng hồ số đâu chính xác. Đúng chính xác, bạn này rất là thật. Lấy đồng hồ số đo chính xác hơn. Bây giờ nó biết hư hay không mình test đúng không? Thơ hơi cho nó chứ xíu chạm xem có thay đổi không, biến đổi là ok. Ngày nóng nó sẽ biến đổi chứ. Nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhiệt độ môi trường. Đó, thì mình sẽ xem nó lấy có sự biến đổi, nó nhảy về số ôm mà thay đổi là cái biến trở còn khỏi gọi đèn đi, gọi đèn. Gọi đèn chi, gọi đèn chói cái mà chói, quay không được. Gọi đèn đi. Cái đèn nó chói quá quay không được, không thấy cái được cái rắc luôn. Bỏ luôn đi, bỏ luôn. Ừ, nó đúng rồi, gõ. Bây giờ. Tắt đi. Ừ, tới. Cũng đâu đến nỗi mà phải gọi đèn đâu. Đi lại xem mà sơn nè. Như là sao luôn. 21 ký. Gần bằng nhau luôn hả? Nhưng mà bạn xem lúc này lốc nó đang nóng rồi. Lốc nó đang nóng, cảm biến nó sẽ thay đổi mà. Đây là cảm biến lốc, cảm biến lốc. Đây là lốc đang nóng. Đó nó nguội bạn đâu có được. Lốc 21 ký à. Quá ghi lộn rồi, thấy vào cảm biến đường đi. Cảm biến đường đi này xem bao nhiêu? 2.4. 2.4 là cảm biến đường đi. 2.4. Rồi bạn sẽ sai chỉ số ngay. Cho nên các một số các bạn cứ để nhiệt độ môi trường xong rồi đo chạy qua hãng mua cảm biến. Không được đâu. Chúng ta có cách xác định cảm biến của chúng ta coi nhiệt độ để nhiệt độ nóng mà. Tính là xác định đi mua cái đó là để nhiệt độ thường nguội từ 30 độ. Đang mới tiếp không nói những cái thông tin đó. Hai miếng chở nè, đo hai miếng chở nó giờ nè. Đo này chỉ là đo cho vui thôi, đo không đứt thôi, chứ mà xác định giá trị chính xác cảm biến chúng ta không dùng phương pháp này. Chúng ta dùng phương pháp khác, chúng ta không cần phải học thuộc lòng. Làm cái clip. Sao tôi có cái gì? Cái điện trở rõ chứ nè. Đừng có xôi đèn, đèn nó chá lạ. Được chưa? Chúng ta sẽ thấy thì cái mạch này nó không phức tạp, nhưng mà bao nhiêu khối nguồn xích chinh hay cái gì cái kia là nó dồn vô cũng bẻ hết trơn à. Nó dồn xe công sức hết à. Tối vậy mà nó rõ ha. Rõ. Tìm ra rõ hay rõ hơn không? Mấy anh nó tự cảm biến sao nó tự cho sáng lên nó dò cái trong kia. Được chưa? Thằng này xài quạt gì? Quạt AC không? Quạt AC nè, nó có tụ quạt cái bên này mà ha. Chỉ. Đơn giản đúng không? Nhưng mà những cái đời này nó bền đúng không? Bền cực kỳ bền. Để lâu hơn sao? Lâu hơn nó sẽ ra một chân luôn mà nè, nó sẽ ra một chân lốc luôn. Không có chân lốc luôn hư thầy ơi. Một chân lốc đây nè. Một cái này chỉ một cái này. Không cái này mà mau hư á, cái mới có cường. Như vậy thì thằng nào mau hư nhất? Thằng gì? Thằng mau hư nhất là gì? Thôi vậy mình xài. LG Samsung là hay hư, một đường mạch đúng không? Cái nó tí nó đúng không? Rồi tới thằng gì? Thằng Daikin. Daikin hư hoài chứ.
chẳng qua cái thương hiệu nó quạt thương hiệu lên quá mạnh thôi, hàng kinh doanh nó hay thôi chứ mạch nó hay gớm. Nói thông tin này là biết nhiều người được nhờ mục hết trơn đó. Cái mạch điện gì đó mục nó một tè le một me lấy gì mà sai. Rồi xong tới Elux, Elux là hay hư nhất. Nó dạy Elux, Elux hư truyền miên khói lửa. Mỗi lần hư, kỹ sư nó ngu như quỷ vậy mấy kỹ sư. Thiết kế có màu dây. Từ trên đưa xuống dưới, motor có một màu dây. Có một màu dây màu vàng, chứng tỏ để đất nước nó thích màu vàng. Em thấy thông tin này quý giá, bởi vì đâu, nhưng mà không biết là cái loại nào. Cứ đè Elux mà mua, tưởng Elux thương hiệu tốt. Chứ hồi xưa thôi, chứ bây giờ mua rồi. Elux mới lạnh nè, xin quý vị các bạn đây, Elux, Elux đây, đây, đây. Cũng tương như quỷ cho nên này đây mình có mô hình của Elux luôn đó. Không có đâu mô hình của Elux đó, mình ở đây mình có đủ mô hình máy nào cũng có cả. Vậy tệ nhất là LG, Samsung rồi đến Elux Elux, nhưng mà mình thấy Mana là khó hư á, mấy giặt Mana khó hư. Chính xác, Mana là trong bóng này Nasura còn giữ nữa không, mà tính ra hàng bãi xài ngon đúng không, hàng bãi xài vẫn ngon hơn bãi bao giờ chất lượng. National sau này đổi thành Pana, National chất lượng khác. Thôi chúng ta kết thúc clip nha các bạn ha. Bạn nào xem cảm thấy có ý nghĩa thì cứ việc mà like cho mình.